Đây mình đã móc đến cuối hàng 4 các bạn cũng móc hai mũi đơn lên chân hai mũi đơn mà các bạn thêm trên xích ở hàng 3. Sau đó các bạn lên một xích, quay lại để lên hàng 5. Các bạn bỏ qua xích vừa lên, móc mũi đơn vào chân kế tiếp. Rồi các bạn móc tương tự hàng số 4, mũi chân một mũi đơn cạnh sau. Đến góc các bạn cũng móc một đơn, một xích, một đơn và mũi ở góc. Các bạn cứ móc như thế này cho đến khi hết hàng số 5. Đây mình đã móc đến cuối hàng 5. Kết thúc hàng 5 các bạn cũng móc ở trên phần hai mũi đơn mà chúng ta thêm khi nãy. Sau đó các bạn lên một xích để lên hàng 6, chúng ta cay lại. Bỏ cái xích vừa lên, đâm kim vào mũi đơn đầu tiên ở cạnh sau. Các bạn cũng móc toàn bộ mũi đơn cạnh sau cho mình. Đây mình là đến mũi đơn ở góc, các bạn cũng móc cho mình một đơn, một xích, một đơn vào góc. Các bạn cứ móc như thế cho đến khi hết hàng số 6 này nhé. Đây mình đã móc đến cuối hàng 6. Đến gần cuối hàng 6 các bạn sẽ bỏ chân mũi đơn cuối cùng không móc cho mình. Sau đó các bạn lên một xích, quay lại chúng ta tiếp tục móc hàng 7. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, nhớ bỏ xích nhé các bạn. Móc toàn bộ mũi đơn cạnh sau.
Đây chúng ta đã móc đến góc, các bạn cùng thêm một đơn, một xích, một đơn vào cái phần góc này. Sau đó móc toàn bộ mũi đơn ở góc thêm tương tự cho đến khi kết thúc hàng gần kết thúc hàng bẫy. Khi móc đến cuối hàng 7, các bạn sẽ bỏ mũi đơn cuối cùng cho mình. Đây là mũi đơn kế mũi cuối này, mũi này là mũi cuối. Mình sẽ bỏ đi. Sau đó mình lên một xích, quay lại. Tiếp tục móc hàng 8, bỏ qua xích vừa lên, móc mũi cạnh sau vào toàn bộ chân mũi đơn. Khi móc đến góc, các bạn cũng móc cho mình một đơn, một xích, một đơn. Rồi cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng số 8 này nhé. Mình đã móc đến cuối hàng số 8. Ở đây các bạn sẽ móc đến chân mũi đơn cuối cùng chứ không hề bỏ chân nào hết. Sau đó các bạn lên cho mình 9 xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau khi xong xích thứ 9, các bạn sẽ tiến hành cắt sợi cho mình. Và sau đó chúng ta sẽ khâu cái phần sợi này. Bạn kéo sợi lên. Các bạn kéo nhẹ thôi, không làm mất mất cái xích số 9 nhé. Đây, làm sao vẫn còn đủ 9 xích này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xích. Cái phần sợi này tí nữa nẹp canvas thì chúng ta sẽ giấu sợi đi. Đấy, như vậy sau khi mà mình nẹp xong 8 hàng canvas thì mình sẽ được tấm móc như thế này. Kích thước tấm móc lúc này nó sẽ như sau. Chiều ngang của nó là khoảng 20 cm. Các bạn nẹp canvas vô nữa là sẽ được 20 cm. Bây giờ là 19 cm rồi. Và độ cao của nó sẽ là 30 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nẹp canvas. Các bạn sẽ bắt đầu nẹp canvas ở mặt cạnh chiều rộng phần cạnh sau của cái tấm móc này. Sau đó các bạn sẽ xác định điểm ở giữa trong ba cái xích ở góc cho mình. Và cái điểm ở giữa này các bạn xác định với cái điều kiện là mặt trái của các bạn sẽ nằm ở phía trên đối diện với mặt chúng ta và mặt phải sẽ nằm sát với mặt bàn. Đây, mình sẽ xác định điểm ở giữa là đây. Sau đó các bạn lấy một tấm canvas lớn hơn tấm móc. Ở đây mình khuyên các bạn nên để làm lớn hơn, bởi vì các bạn có một vài bạn khi mà bắt đầu nẹp canvas đó thường bị hụt nếu mà cắt sẵn, cho nên các bạn nên lấy phần lớn hơn nhé. Rồi, xác định điểm ở giữa xong và phần canvas ở góc, các bạn sẽ cắt cái ô ở góc này cho mình.
Các bạn lấy một cái sợi để chúng ta tiến hành nẹp. Đâm kim vào xích ở giữa đây. Lên một xích để cố định. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nẹp canvas vào. Các bạn đâm kim vào ô canvas tiếp theo, bỏ cái ô ở góc này đi. Đâm vào ô tiếp theo và đâm xuống với cái chân mũi đơn ở hàng dưới như thế này. Ta lấy sợi móc một mũi đơn. Các bạn tiếp tục nẹp như vậy. Khi nẹp thì cái sợi thừa lúc mà các bạn chèn vào vừa rồi á, đây thì các bạn để ở trên kim như thế này để các bạn giấu trong cái hàng mũi đơn luôn. Đây mình giấu vài hàng thôi và cái sợi mình sẽ để lên mặt trên canvas này. Tí nữa mình sẽ cắt đi. Nếu mà bạn nào muốn chắc chắn á, thì các bạn giấu hết luôn cũng được. Nhưng mà khi giấu sợi như vậy á, thì thường là cái mũi móc chỗ nẹp canvas này nó hơi cộm lên một chút so với các mũi mà không giấu sợi, cho nên mình không thích lắm. Mình thường chỉ giấu vài sợi, à vài mũi như thế thôi. Trừ khi đấy là cái chỗ nối sợi mà trong cái tấm móc mình đang móc á, thì mình sẽ giấu theo cái mũi móc càng dài càng tốt, vì nối sợi thì mình sợ nó bị bung lắm. Đó, cứ một mũi ở trên ô canvas thì đâm xuống một mũi ở tấm móc. Đây, các bạn sẽ nẹp nẹp đạt điều kiện là các bạn thấy nó thẳng như thế này. Và cái mũi đơn này các bạn thấy nó đứng thẳng hàng so với cái chân canvas dưới này. Nó không nghiêng qua bên phải hay là không không nghiêng qua bên trái. Nó nghiêng qua bên phải có nghĩa là các bạn đang nẹp canvas căng quá, có nghĩa là tấm móc cái đến cái mũi này thì đáng lẽ nó xịch vô phía bên này, thì các bạn lại cố đưa nó đến cái mũi này, dẫn đến là nó sẽ bị nghiêng về bên phải. Còn nếu nó nghiêng về bên trái thì có nghĩa là tấm móc lại đang bị trùng quá. Có nghĩa là đáng lẽ kim chân này nó sẽ đến được ở đây, nhưng mà các bạn lại cứ đâm kim theo thứ tự, thế là nó lại ở đây. Ôi mình nói mình cũng không biết các bạn có hiểu không nữa. Nhưng mà nói chung các bạn cứ thấy nó thẳng hàng như thế này là được. Là các bạn không cần thêm bớt số mũi gì hết. Các bạn cứ nẹp như vậy cho đến khi hết hàng này nhé. Đây mình đã nẹp xong chiều rộng. Khi đến góc bên này mình sẽ còn cái ô ở giữa. Trong chỗ 3 xích mình chưa móc. Bởi vì bây giờ mình sẽ cắt canvas. Vì chưa móc cho nên mình sẽ chừa đi một ô ở đây. Để tí nữa mình cắt bỏ cái ô này và mình móc cái mũi xích ở giữa. Này, mình sẽ cắt bên này. Các bạn cắt canvas đi nhé. Khi mình cắt canvas ở đây á, thì cái phần độ dài của canvas đây mình vẫn để dài hơn tấm móc để tránh bị hụt khi mình nẹp canvas. Rồi ở góc này mình cũng sẽ cắt góc tương tự như bên kia. Sau đó mình móc 3 mũi đơn cùng chung với cái xích ở giữa này. Một mũi này. Hai mũi này. Mũi cuối cùng. Rồi các bạn đã xong 3 mũi đơn cùng chung một chân. Chân kế tiếp các bạn đâm kim vào tấm canvas.
Sau đó đâm kim vào chân kế tiếp. Cái xích thứ ba trong cụm 3 xích cùng chung một chân. Đây. Và các bạn tiếp tục nẹp canvas tương tự như bề rộng mà các bạn vừa nẹp. Khi nẹp xong á thì cái phần bề chiều rộng các bạn sẽ được thẳng hàng như thế này. Còn phần ở góc ba mũi cùng chung một chân nó sẽ như thế này. Rồi các bạn cứ tiếp tục nẹp như thế đến hết chiều dài nhé. Ở đây khi mình nẹp canvas đến đây á thì nó có dấu hiệu là mũi xích. Cái mũi đơn này nó hơi đổ về bên tay phải. Một điểm đặc điểm nhận dạng đó là các bạn nhìn ở phía mặt phải của tấm móc. Các bạn sẽ thấy giữa các mũi đơn nó hơi thưa, chứ nó không được khít như ở phía bên cạnh chiều rộng các bạn vừa móc đúng không? Như vậy có nghĩa là bạn đang kéo căng tấm móc quá so với tấm canvas. Cách khắc phục là các bạn sẽ đâm kim vào chân canvas các bạn vừa móc. Đây, đâm một ô canvas này và đâm kim vào mũi đơn kế tiếp trên tấm móc để khắc phục cái tình trạng này. Sau đó các bạn tiếp tục móc bình thường. Nếu mà trong quá trình móc các bạn bị như vậy thì các bạn lại khắc phục như thế tiếp, có nghĩa là hai ô trên tấm móc cùng chung một ô canvas. Sau khi các bạn nẹp xong cạnh chiều dài đến chỗ cái mũi đơn ở góc, chỗ mà các bạn là thêm 3 xích cùng chung một chân khi mà nẹp mà viền xung quanh ấy. Và lúc này các bạn kiểm tra lại cái đường nẹp của mình. Các bạn thấy nó thẳng hàng như thế này. Và tấm móc nó không bị cong hay là rúm lại hay là quá căng như thế này, thì các bạn tiến hành cắt canvas ở góc cho mình. Các bạn nhớ chừa một ô để chúng ta nẹp cái góc này vào. Ta sẽ cắt ở đây. Sau khi cắt xong, các bạn cũng cắt ở góc để chúng ta nẹp góc. Đến góc các bạn móc 3 mũi đơn cùng chung một chân. Sau đó ở đây mỗi chân canvas các bạn đâm kim vào một ô mũi đơn đằng sau. Các bạn cứ móc cho đến khi hết 19 ô mũi đơn này. Sau khi móc xong 19 mũi đơn thì các bạn đếm ở bên này, trừ cái ô ở góc ra, các bạn cùng đếm vô 19 mũi đơn cho mình. Mình đếm được thì nó sẽ đến đây. Thì ở giữa của mình sẽ còn 8 ô canvas. Trong khi ở đây có 9 xích, cho nên 9 xích này mình phải móc làm sao để đủ trên 8 ô canvas này. Có nghĩa là có một ô canvas mình sẽ móc 2 xích cùng chung một chân. Nếu mà các bạn đào đủ 9 ô canvas tương ứng với 9 xích thì các bạn cứ nẹp một ô tương ứng với một xích nhé. Ở đây là do khi mình nẹp cái cạnh sau á, mình đã móc hai mũi đơn cùng chung một ô canvas, cho nên dẫn đến cái cạnh trước này nó cũng phải tương tự như vậy. Hai chân mũi trên tấm móc tương ứng với một ô canvas, cho nên ở đây mình phải móc 3 xích đây. Mình sẽ móc 3 mũi đơn tương ứng với 3 xích trước. 1
2.3. Đến ô can vát thứ tư, mình sẽ đâm vào xích thứ tư trước này. Sau đó cũng ô can vát thứ tư này, mình đâm kim vào ô can vát thứ tư và đâm vào xích thứ năm. Mình được hai ô cùng chân, một chân cùng với một chân canvas ở mặt trước, nó sẽ như thế này. Rồi bây giờ mình đâm tiếp 4 ô canvas còn lại, tương ứng với 4 ô xích. 1, 2, 3. Rồi ô canvas cuối cùng với ô xích cuối cùng. Ở đây các bạn móc 19 ô này, mỗi ô tương ứng với một mũi đơn. Rồi khi móc đến góc đây, các bạn cũng đâm vào xích ở góc 3 mũi đơn cùng chung một chân. Sau đó ở cạnh chiều dài này, các bạn nẹp tương tự với cạnh chiều dài ở bên này mà các bạn đã nẹp. Bạn cứ nẹp như vậy cho đến khi đến góc cuối cùng nhé. Đến góc cuối cùng các bạn đâm kim vào cái chỗ các bạn lên xích á, móc cho mình vào đây một mũi đơn. Sau đó các bạn cắt sợi cho mình. Kéo sợi qua. Lấy một cái kim khâu. Các bạn đâm kim vào mũi đơn đầu tiên ở phía trong, tính từ chỗ canvas đây. Đâm xuyên qua như thế này. Kéo kim qua. Siết cho nó có độ dài bằng một mũi đơn. Sau đó các bạn đâm kim vào cái xích ở đây. Kéo cho nó có độ dài bằng một mũi đơn. Sau đó giấu cái phần sợi dư này đi. Các bạn được một mũi đơn giã để kết thúc hàng. Cắt phần sợi dư đi. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn cách nẹp phần thân sau và nắp. Sau khi nẹp canvas xong, các bạn sẽ có kích thước như sau. Độ dài 30 cm. Chiều rộng 21 cm. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần thân trước, đáy cũng như hông nhé.